chấn thương đáng sợ nhất khi đi đá banh theo các bạn đó là chấn thương nào nhiều anh em sẽ có các suy nghĩ khác nhau còn theo quan điểm của mình thì chấn thương tại vùng đầu gối là một chấn thương khá là mệt mỏi vì chỗ đầu gối có rất nhiều vấn đề có thể là dây chằng có thể là sụn mình đoán là rất nhiều anh em hay sử dụng hai món này nhưng có thể là chưa biết được sự khác nhau một cái là bó một cái là dáng như cái này đây là người ta gọi là bó gối pg hàng chính hãng pg nha anh em Loại này thì nó rẻ hơn nhiều so với loại kia. Mình mang vào như thế này đây các bạn. Nói chung chất liệu co giãn nên mang khá là dễ. Loại này thì mình khuyên anh em á, với các anh em chân to thì mang nó sẽ bó ok hơn. Còn với các anh em chân nhỏ thì mang nó sẽ hơi bị lỏng nha. Mang vào thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cử động của anh em đâu. Còn loại này thì tốt hơn, gọi là dáng gối PG. Dòng này thì giá cao gấp 3 lần dòng kia đó các bạn nhưng mà nó có giá trị của nó nên nó mới có giá đó mang vào như thế này đây các bạn gọi nó là dán gối tại vì nó có miếng dán nha do đó nó có thể giúp anh em tùy chỉnh cái độ bó chặt tùy mỗi người loại này mình mang vào thì cảm thấy cái chân mình cái đầu gối á, nó được giữ chặt hơn có thể do là chân mình cũng không quá to cho nên mang loại này nó ok hơn mình biết là anh em nào bị dây chằng và mổ xong thì khi thi đấu luôn luôn phải dùng những dụng cụ bảo vệ gối như thế này nói chung đam mê thực sự là khó bỏ anh em ạ. À. Mình có quen anh kia, bị đứt dây chằng cả hai chân và đi mổ luôn rồi mà bây giờ vẫn tiếp tục đá lại. Và khi lên sân thì lúc nào hai đầu gối của ảnh đều phải mang cái này đó các bạn. Cái gián gối BG á chứ nếu mà bữa nào đó quên mang thì thực sự anh cũng không dám vào sân. Anh em lên sân thì mình khuyên thực sự á, là đam mê thì đam mê, nhưng mà những pha nào khó quá thì mình bỏ đi anh em. Với lại lên sân mà thấy đối thủ á, người ta chơi xấu quá thì thôi mình nghĩ đi các bạn, chia tiền sân 50-50, ai về nhà nấy cho khỏe. Anh em nào cần tham khảo mua các loại bó gối PG chính hãng thì mình để sẵn link ở đây nha. Cảm ơn anh em.